Đến năm 2012 thì mẹ em bắt đầu có triệu chứng suy thận. Bùi Văn Quang, chàng trai 18 tuổi đến từ Sơn La, nhờ vào câu chuyện cảm động về tình mẫu tử thiêng liêng nên đã giành được vé vàng tại hành trình lột xác mùa năm. Tại nhà chung của hành trình lột xác mùa này, Quang đã có những trải nghiệm rất thú vị và khó quên. Nhưng điều bất ngờ hơn cả là bố của Quang đã xuống tới Hà Nội và được đặt chân tới nhà chung để khám phá nơi ăn chốn ở của cậu con trai. Đây là trường hợp đầu tiên được ban tổ chức hành trình lột xác mùa năm tạo điều kiện như vậy. Liệu có bất ngờ nào đã xảy ra? Cùng theo dõi nhé! Quang, ảnh của Quang đâu nhỉ? Đây à? Đây không có ảnh của Quang rồi. Chắc là Quang ở phòng bên rồi. Ôi, căn phòng của các bé gái đẹp thế. Đẹp thế ạ? Đẹp. Wow, đẹp. Căn phòng đẹp quá. Chú đoán là Quang chắc là ở trong phòng này rồi. Chắc là có. Bởi vì là đoán đúng rồi, bởi vì là đây có hình ảnh của bạn Nam đây rồi. Đây rồi, con trai yêu của bố đây rồi. Bạn Bùi Văn Quang đây rồi. Wow, đẹp quá. Bố vui quá. Con trai ơi. Con cố lên nhá. Ôi, căn phòng này đẹp lắm, động nãy đẹp lắm. Khang trang. Cảm ơn bên chương trình đã lo cho các cháu được một cuộc sống, có thể là chỗ ăn, chỗ ở. Về cả tham gia chương trình hành trình lột xác sau khoảng 3-4 tháng sau cho các cháu nó về là thay đổi toàn diện bên ngoài. Thực sự là tôi là bố của cháu Bùi Văn Quang, nhưng tôi vui lắm, không biết nói gì hơn, chỉ biết là cảm ơn chương trình. Sau khi khám phá một vòng nhà chung, bố Quang cảm thấy rất an tâm vì ban tổ chức đã tạo điều kiện cho con trai mình cũng như các thí sinh khác có nơi ăn chốn ở rất đàng hoàng và sạch sẽ. Ôi, rất vui, đến nhà chung và để tham quan cái quang cảnh này, ngôi nhà chung này, khu phòng ngủ này, phòng riêng này, cái khu nhà bếp mà nói chung là rất tuyệt vời, thậm chí còn khang trang hơn cả ở nhà rất nhiều, đầy đủ hơn rất nhiều, nói chung là tiện nghi đầy đủ hết. Đấy thì tôi rất vui. Quang ơi, con trai của bố, chiều nay bố về rồi, thế con cố gắng ở lại nhá, giữ gìn sức khỏe, thế chăm lo cuộc sống và ăn uống rèn luyện ngủ ngơi đúng giờ. Con cố gắng tầm khoảng 4-5 tháng sau bố và anh Hòa và mẹ Thần sẽ xuống đây đón con trở về. Con cố gắng giữ gìn sức khỏe con nhé. Hy vọng rằng Quang sẽ có màn lột xác thật ngoạn mục tại hành trình lột xác mùa năm. Đừng quên đăng ký kênh của Bệnh viện Thẩm mỹ Cang Nam để trở thành những người đầu tiên cập nhật những video mới nhất về hành trình lột xác mùa này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.